mà Biên Hòa vừa rồi thì không thể đáp đến. Dù là một ngày cháu cũng muốn hạnh phúc. Đó. Dù không kháng cáo bản án 3 năm tù, nhưng bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam đã bật khóc tại phiên tòa phúc thẩm, mong tòa giảm án cho bị cáo dù chỉ một ngày tù vì một chút danh dự. Ngày 4 tháng 4 năm 2024, tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng theo đơn kháng cáo của một số bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Sau khi bào chữa cho ba bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân, luật sư Hồ Nguyên Lễ đã xin bổ sung cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Luật sư Hồ Nguyên Lễ cũng là người bào chữa cho bà Nguyễn Phương Hằng trong phiên tòa sơ thẩm. Theo luật sư Hồ Nguyên Lễ, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã tác động gia đình nộp toàn bộ số tiền 26,5 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án và phí xét xử sơ thẩm. Do đó, luật sư Hồ Nguyên Lễ đề nghị hội đồng xét xử xem đây là một tình tiết giảm nhẹ mới của bị cáo Nguyễn Phương Hằng, từ đó có mức án dưới 3 năm tù để bị cáo Hằng sớm về đoàn tụ với chồng con. Phát biểu tại tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đồng ý với ý kiến bổ sung của luật sư Hồ Nguyên Lễ. Bị cáo Nguyễn Phương Hằng khóc và mong hội đồng xét xử xem xét. Có nghĩa là bị cáo chỉ mong tòa giảm cho bị cáo được một ngày, một tháng. Bị cáo cũng cảm thấy công tâm bởi vì bị cáo cũng có cơ hội quá nhiều mà Biên Hòa vừa rồi thì không thể đáp đến. Dù là một ngày bị cáo cũng muốn hạnh phúc. Đó là những gì bị cáo thực sự, thực tâm xin tòa hãy cho bị cáo một chút danh dự, một chút lòng tự động. Thẩm phán cắt ngang phần trình bày của bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Thẩm phán lý giải cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng không có đơn xin kháng cáo, nên theo quy định, hội đồng xét xử sẽ ghi nhận tình tiết mới, nhưng không thể xem xét mức hình phạt cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng. Phiên tòa phúc thẩm được mở do có kháng cáo của bị cáo Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam, Nguyễn Thị Mai Nhi là trợ lý của bị cáo Nguyễn Phương Hằng và Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam. Ngoài các bị cáo, bà Đặng Thị Hằng Ni là nhà báo luật sư và bà Đinh Thị Lan cùng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng kháng cáo. Riêng bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, hiện đang thi hành án tại một trại giam trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Phương Hằng vẫn được áp giải đến phiên tòa.